Khung năng lực của một giám đốc doanh nghiệp, họ phải làm biết quản lý nhân sự. Khung năng lực đầu tiên là một là chuyên môn về quản trị chiến lược, hai là biết quản lý nhân sự, ba là biết quản lý kinh doanh, bốn là phải biết quản lý tài chính. Vâng, đến đây thưa các đại ca, mà các đại ca muốn làm giám đốc doanh nghiệp nhé. Từ giám đốc doanh nghiệp mà lên chủ doanh nghiệp thì nó đơn giản lắm các đại ca. Khi mà mình đã làm giám đốc doanh nghiệp rồi mà lên chủ doanh nghiệp thì là vèo cái chỉ đơn giản thôi. Bạn làm CEO mà giỏi trong vòng khoảng 1 năm là bạn tự mở doanh nghiệp được rồi. Đấy. Thế thì như vậy là để mà làm được giám đốc doanh nghiệp thì các bạn cần phải có khung năng lực nào? Một là khung năng lực chuyên môn. Chuyên môn. Đấy. Chuyên môn về mặt giám đốc doanh nghiệp. Đấy, chuyên môn đây là chuyên môn khung năng lực quản trị. Đấy, và chiến lược. Chiến lược. Thôi đến các bạn bây giờ thì các bạn chỉ nghe đây thôi, còn hỏi quản trị và chiến lược nó là cái gì thì sau này phải đi học nhá. Đấy, bạn phải có khung năng lực quản lý nhân sự. Bạn phải có khung năng lực quản lý kinh doanh. Bạn phải có khung năng lực quản lý kinh doanh, nhân sự, quản lý tài chính. Tôi nói sơ lược vậy thôi. Tất nhiên nó còn 1-2 khung năng lực nữa, nhưng mà nói nhiều quá canh sợ canh. Thế thì em không làm chủ doanh nghiệp nữa đâu. Em khiếp rồi. Em cũng xóa luôn ước mơ luôn. Thế thì như vậy là tôi làm hại các bạn. Rồi, mà muốn có khung năng lực quản lý nhân sự thì nó có một cái khung gọi là cái khung năng lực chuyên môn và cái khung năng lực tổ chức. Đấy, anh quản lý kinh doanh này cũng vậy, cần có cái khung năng lực chuyên môn và khung năng lực tổ chức. Anh quản lý tài chính này cũng có khung năng lực chuyên môn và cũng có khung năng lực tổ chức. Đấy. Vậy tổ chức là tổ chức ở đây là tổ chức cái gì? Tổ chức con người, tổ chức tài chính, tổ chức gì ạ? Về mặt vận hành. Đấy. Tương tự như vậy tổ chức này. Vậy thì cái khung năng lực tổ chức này để học làm quản lý thì ba cái anh này giống nhau, khung năng lực tổ chức này giống nhau. Vì quản lý con người ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên là khi mà các bạn rất là may mắn là bạn nào được làm lớp trưởng ấy, ngay từ lúc đi học phổ thông ấy, thì đấy là cái cơ hội tuyệt vời của bạn để bạn luyện cái gì ạ? Khung năng lực về mặt tổ chức con người. Xong rồi thỉnh thoảng các bạn vẫn thu tiền đấy còn gì nữa, để tổ chức cái dịp nọ, dịp kia đấy, và phải ngồi tính toán xem là bằng này tiền có đủ không đấy. Rồi là nếu mà không đủ thì làm thế nào, rồi thu tiền của các bạn như thế nào. Đấy là khung năng lực gì? Tài chính. Và khi mà vận hành thì tổ chức cho các bạn đi phải lập kế hoạch đấy, là đi đâu, vào giờ nào, như thế nào. Đấy chính là khung năng lực vận hành. Và khung năng lực chuyên môn thì khi tổ chức như vậy mà đến đấy mà bạn có thêm cái chuyên môn như là MC, hát hò hoặc chơi đàn guitar nữa thì càng tốt. Đấy, thế thì đối với công ty, đối với vị trí giám đốc doanh nghiệp này thì làm quản lý nhân sự này là bạn có khung năng lực chuyên môn, phải hiểu về nhân sự, cách trả lương như thế nào, cách trả thưởng như thế nào, cách làm bảo hiểm cho họ như thế nào, rồi là cách động viên nhân sự như thế nào, vân vân. Còn khung năng lực tổ chức này là gì ạ? Về mặt con người, tài chính, vận hành. Cái anh chuyên môn về mặt kinh doanh thì anh phải biết là gì ạ? Bán hàng như thế nào, anh phải biết marketing như thế nào. Còn tổ chức là đây là gì ạ? Tìm người vào bán hàng, tìm người vào làm marketing. Nhưng để tìm được người thì anh phải có chuyên môn, thì anh mới tìm được người. Đấy, tương tự như vậy về mặt tài chính. Vậy thì đến đây chúng ta phải hình dung ra khung năng lực của một giám đốc doanh nghiệp, họ phải làm biết quản lý nhân sự. Khung năng lực đầu tiên là một là chuyên môn về quản trị chiến lược, hai là biết quản lý nhân sự, ba là biết quản lý kinh doanh, bốn là phải biết quản lý tài chính. Cho nên các em mới lên trên mạng, các em mới search là gì ạ? Học quản trị kinh doanh dành cho sếp, quản trị tài chính dành cho sếp, quản trị nhân sự dành cho sếp, và gì ạ? Quản trị và chiến lược dành cho CEO. Cái này gọi là chuyên môn. Đấy, thì để các đại ca thấy cần có 4 cái khung này, 4 cái khung năng lực này.
Rồi, vậy thì nếu có bốn cái khung năng lực này rồi thì nghe thì nó kinh không? Và cần bao nhiêu năm thì tôi có thể hoàn thiện được cái khung năng lực này để tôi leo lên vị trí này? Thì bản chất trong bốn cái khung năng lực này thì chúng ta chỉ cần học, một là chuyên môn CEO, hai là chuyên môn nhân sự, ba là chuyên môn kinh doanh, bốn là chuyên môn tài chính, và năm là năng lực tổ chức. Như vậy có năm thôi, nghe thì 1, 2, 3, 4, và nó rất nhiều cái mảng khác nhau. Dưới cái bốn cái này thì có nhiều cái khác nhau, có chiến lược, có quản trị, có chuyên môn, có tổ chức, có chuyên môn, có tổ chức. Nhưng chung quy lại, thực ra là bạn chỉ cần học 5 thứ thôi. Một là bạn phải học cái khung năng lực chuyên môn của giám đốc này. Hai là bạn phải học cái khung năng lực chuyên môn của nhân sự, chuyên môn của kinh doanh và chuyên môn của tài chính. Và nó chung nhau cái khung năng lực chuyên môn của tổ chức. Như vậy 5 thứ thì bạn sẽ leo lên được vị trí giám đốc một doanh nghiệp. Có 5 thứ thì trở thành giám đốc một doanh nghiệp. Vậy tóm lại là chúng ta cần 5 khung năng lực. Ồ, thì nên được vị trí giám đốc. Hỏi, rèn 5 khung năng lực này sau bao lâu thì chúng ta sang đến cái bài các bước học tập và trải nghiệm để hoàn thiện khung năng lực. Mời các anh chị. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn, hotline 1800 577 7722, nhánh 1, 2.